Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã và đang làm thay đổi thói quen tiếp cận thông tin của người dùng cũng như cách thức truyền tin của các tòa báo. Trong số đó, podcast, một hình thức nghe báo đang nổi lên và trở thành một xu thế công nghệ. Đặc biệt là khi nhiều người bắt đầu theo dõi các chương trình podcast trên các ứng dụng phổ biến như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Chào mừng Phúc đến với podcast của Here and Heal. Hôm nay Jessie rất là vui được mời em đến để chia sẻ về một trải nghiệm có lẽ là độc nhất và trong một thời khắc thực sự là khó khăn của Sài Gòn hiện tại. Không hình ảnh, không video, chỉ đơn thuần truyền tải thông điệp qua âm thanh, podcast đã trở thành phương thức nạp thông tin kiểu mới cho nhiều người. Đây là một hình thức học tập rất thú vị, bổ ích và tiện lợi. Vì em có thể nghe được nó ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Có thể là trong lúc đang nấu ăn, lúc đang làm việc nhà hay trước khi đi ngủ. Hiện tại em đang tham gia một dự án về tâm lý, tâm thần học. Thay vì đăng các bài viết thông thường, chúng em đã đăng thêm các bài viết dạy podcast. Podcast là một từ ghép giữa iPod, máy nghe nhạc iPod của Apple và broadcast phát sóng. Podcast thì chính bản thân mình cũng đã rút ra được một số bài học ngoài cái việc mà tiếp thu kiến thức mà tác giả muốn truyền tải, như là bài học về cách luyện giọng sao cho thiện cảm, gây thiện cảm và gây chú ý đối với người đọc, và cả cách xây dựng nội dung bài nói sao cho mà bài nói của bản thân hay là bài nói của chính bản thân mình trong cái việc mà giao tiếp hàng ngày với mọi người nó mạch lạc và nó có kế hoạch hơn. Các bạn thân mến, trong phần đầu chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Dì Ghẻ của tác giả Kim Nhu. Mời các bạn. Tại Việt Nam, có một số đơn vị sản xuất podcast chuyên nghiệp như VOV Live và một vài tờ điện tử khác. Podcast dùng người thật dẫn, nhà báo đọc tin tức cho độc giả nghe. Tôi cho rằng sự bùng nổ của podcast sẽ tiếp tục diễn ra cùng với sự phát triển của giao thông công cộng, tăng tỷ lệ người sở hữu ô tô ở Việt Nam. Điện thoại thông minh và các thiết bị loa thông minh được sử dụng rộng rãi trong các hộ gia đình tại Việt Nam. Lượng người nghe podcast sẽ tiếp tục tăng nhanh như chúng ta đã từng chứng kiến xu hướng hiện nay trên thế giới. Nếu so sánh với video, podcast có chi phí sản xuất thấp, dễ dàng tiếp cận với lượng thính giả khổng lồ trên các nền tảng sẵn có như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify để làm gia tăng sự hiện diện của tờ báo trên các nền tảng khác nhau, đồng thời thu hút thêm lượng truy cập vào chính website của các cơ quan báo chí. Mùa dịch bệnh hạn chế tiếp xúc và di chuyển khiến cho việc tiếp cận sách in của bạn đọc trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh này, sách nói, sách điện tử trở thành món ăn tinh thần ưa thích của nhiều người, vừa để nâng cao tinh thần, vừa để nâng cao cả kỹ năng kiến thức. Sách điện tử cho bệnh viện dã chiến, khu cách ly COVID-19 là chương trình do tỉnh đoàn Bến Tre và dự án Sách cho Tương Lai triển khai từ tháng 8 năm 2021. Thông qua chương trình này, mỗi người dân có thể truy cập kho sách điện tử hơn 2.000 đầu sách của nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là một giải pháp nhân văn giúp lan tỏa, nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng thời điểm này. Thì chúng tôi nhận thấy là nếu như triển khai sách điện tử trong các khu phong tỏa cách ly thì sẽ không tạo ra nguồn lây, và đặc biệt là kho sách với hơn 2.000 tên sách rất là phong phú sẽ phù hợp cho rất là nhiều những đối tượng, từ trẻ nhỏ, người lớn và thậm chí là lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng có thể khai thác nguồn sách này. Sách nói audiobook tại Việt Nam ngày càng đa dạng đủ thể loại như sách kỹ năng sống, sách dạy ngoại ngữ, sách về tâm linh, các tản văn, tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Thể loại này cũng được phát triển trên nhiều nền tảng như website, YouTube và các ứng dụng. Trong khi đó, sách điện tử tại Việt Nam đang dần tạo một thị trường sôi động với hàng chục nghìn đầu e-book được ra mắt thêm mỗi năm. Cả audiobook, e-book trở thành người bạn thân thiết của một bộ phận độc giả Việt, đặc biệt là giới trẻ, nhất là trong những ngày giãn cách. Lần này tôi đi công tác ở thành phố của H nên quyết định tới thăm cô ấy một chuyến. Khi tới tòa nhà văn phòng người H làm việc, trong điện thoại của tôi thì có rất nhiều app audiobook và ebook khác nhau. Ngoài ra có thể tìm thêm trên mạng, trên YouTube cũng khá là nhiều. Thì tôi audiobook hay là ebook thì là một cái phương tiện để mình tìm kiếm nhanh thông tin, hay là mình có thể review trước cái thông tin về cuốn sách. Với sách nói thì mình có thể nghe mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc mua sách gặp khá nhiều khó khăn. Lúc này thì sách nói sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy vậy, phát triển sách điện tử tại Việt Nam vẫn gặp khó, mà câu chuyện bản quyền là vấn đề đầu tiên phải nhắc đến.
sẽ bẻ khóa hoặc là người ta sẽ hack để làm sao mà không phải trả tiền cho sách điện tử, thì cái vấn đề bản quyền đối với sách điện tử là cũng là khó khăn. Cái thứ ba nữa là cái platform chung cho sách điện tử ở Việt Nam thì hiện nay chính phủ cũng chưa ban hành một cái kỹ thuật chung cho cái kỹ thuật về sách điện tử, cho nên mỗi một đơn vị sẽ có một cái kiểu làm khác nhau. Chất lượng về lỗi chính tả, thậm chí là đôi khi thiếu một đoạn mà chúng ta cũng không biết, và nếu mà biết thiếu đoạn đấy cũng chả biết để làm thế nào cả, làm sao cả. Cập nhật thì chậm, chúng ta đã phần nào đấy gọi là chán trường với cái tình trạng ấy rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng đã đến lúc mà người tiêu dùng thay đổi cái điều đấy. Sau đại dịch sẽ có rất nhiều thay đổi trong các lĩnh vực văn hóa, giải trí, trong đó có ngành xuất bản. Đây cũng chính là cơ hội cho các nhà phát hành xuất bản năng động chịu đầu tư và phát triển cái mới. Liên quan đến việc người dùng tố nhân viên FPT Shop tại Hà Nội có hành vi đánh cắp thông tin nhạy cảm của khách hàng, hệ thống FPT Shop hôm nay đã lên tiếng khẳng định đây là hành vi bộc phát của cá nhân người lao động, đồng thời cho biết nhân viên vi phạm và quản lý trực tiếp đã bị sa thải. Bên cạnh đó, hệ thống bán lẻ này cho hay đã nhanh chóng đứng ra nhận trách nhiệm, liên hệ với khách hàng để xin lỗi, cũng như đề xuất bồi thường thiệt hại tinh thần cho khách hàng. Hệ thống cũng đưa chuyên gia về kỹ thuật đến làm việc, xóa sạch dữ liệu của nhân viên sai phạm, tiếp tục theo dõi sát sao, không để gây ảnh hưởng đến khách hàng. Đến cuối ngày hôm nay, nguồn tin của Sống Kết Nối cho hay khách hàng đã đồng ý phương án xử lý của FPT Shop, đồng thời đồng ý để lại máy để bảo hành và dùng tạm máy mượn của hệ thống. Theo tìm hiểu, chiều ngày 17 tháng 9, khách hàng trên mang máy tính MacBook Air tới bảo hành tại cửa hàng FPT Shop. Tới 21 giờ cùng ngày, nữ khách hàng nhận được thông báo tài khoản mạng xã hội đã bị đăng nhập trên chính máy tính đã gửi ở FPT Shop. Sau quá trình đối chất, nhân viên tại FPT đã thừa nhận truy cập các tài khoản mạng xã hội của chủ nhân thiết bị và chia sẻ những dữ liệu nhạy cảm về điện thoại cá nhân. Từ vài ngày qua, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo tài khoản đã bị khóa. Trong khi đó, số tài khoản dừng hoạt động từ đợt 17 tháng 8 cũng bị vô hiệu hóa vĩnh viễn. Hàng loạt dịch vụ quảng cáo lấy lại tài khoản cũng nở rộ trên các hội nhóm. Nhiều người công khai báo giá hàng triệu đồng với thời gian lấy lại tài khoản từ 7 cho đến 10 ngày. Tuy nhiên, mới đây, chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Việt Nam Ngô Minh Hiếu, hay còn gọi là Hiếu PC, đã lên tiếng cảnh báo người dùng cần thận trọng với nền tảng tạo web scam lừa đảo lấy tài khoản Facebook, Grena, Shopee và Google. Trước đó, vào ngày 17 tháng 8, Facebook cũng thực hiện đợt truy quét lớn tại Việt Nam. Hàng loạt tài khoản liên quan đến việc chia sẻ nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị vô hiệu hóa. Chiều nay, 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet trị giá 100 tỷ đồng đã được Tổng công ty Viễn thông Mobifone cùng với Báo Lao động và Quỹ Tấm Lòng Vàng trao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nối lời hiệu triệu nhân văn trong chương trình Sóng và Máy tính cho em. Tại đây, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng đã kết nối để Mobifone trao tặng 200.000 tài khoản đào tạo và học tập trực tuyến tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao 500 tài khoản đến Công đoàn Giáo dục Việt Nam để gửi tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc phục vụ việc dạy và học trực tuyến. Theo chương trình hỗ trợ, mỗi học sinh thuộc đối tượng tài trợ sẽ được nhận một tài khoản ôn luyện củng cố và nâng cao kiến thức các môn học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 từ hệ sinh thái dịch vụ MobiEdu. Một tài khoản học tiếng Anh nâng cao trên hệ sinh thái dịch vụ MobiEdu cùng với dung lượng Internet miễn phí 4GB một ngày, thời gian sử dụng trong vòng 3 tháng. Trong các đối tượng học trực tuyến thì có nhiều em có hoàn cảnh hết sức là khó khăn, đặc biệt là con công nhân. Chương trình này giúp cho các em thực hiện được ước mơ học tập, nhưng đồng thời nó cũng là động lực để các em học tập tốt hơn, rèn luyện tốt hơn để thực hiện các cái ước mơ của mình. Chúng tôi cung cấp các cái nền tảng để cho các trường có thể sử dụng cái nền tảng MobiEdu để triển khai cái việc dạy trực tuyến cho tất cả các em. Và hy vọng rằng là với cái sự hỗ trợ của Mobifone thì nó cũng sẽ giúp cho toàn thể các bạn học sinh cũng như là các thầy cô giáo chúng ta vượt qua được cái mùa dịch này, và đồng thời cũng góp phần nhỏ và trong cái việc là thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Đại diện Mobifone cho biết 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet sẽ được trao thành nhiều đợt. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn đối tượng học sinh được nhận hỗ trợ, đồng thời phân bổ số lượng theo đề xuất và tổng hợp của ngành giáo dục các tỉnh trên toàn quốc, căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của mỗi địa phương. Nội dung trên cũng đã khép lại bản tin Sống Kết Nối ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình. Xin chào tạm biệt và đừng quên điểm hẹn quen thuộc 20 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh VTC1.